Rồi những khi nào em thấy buồn, hãy nhớ lấy những giây phút ban đầu. Ngày trái tim còn biết rung động, khi mới yêu lòng không biết ghét hờn. Rồi những khi nào em thấy buồn, hãy nhớ những sớm mai biết yêu người. Lòng trắng trong và đời biết rung động, không tính toán và không biết lọc lừa. Và một ngày nào em sẽ biết bài học yêu thương còn rất vô cùng. Em sẽ biết yêu qua ngày tháng để con tim vơi đi những nhọc nhằn. Và một ngày nào em sẽ biết những niềm đau còn theo em đến. Mẹ, anh hai kìa mẹ. Anh mẹ. Hai. Nhớ anh hai quá. Được rồi, nhớ về nhà nha. Ở đây sân bay mà. Dạ. Mẹ. Con chưa hay. Mẹ, mẹ khỏe không? Mẹ khỏe. Nè. Dạ. Lâu rồi anh với em chưa đi chơi với nhau. Lần này về em và vợ anh đi đâu đó Sài Gòn tham quan nghe chưa? Sớm à. Được rồi. Mẹ, về nhà đi, con nhớ nhà quá rồi. Mình về thôi các con. Dạ. Em phụ anh hai với. Được rồi. Cho phụ đi. Mẹ cũng chưa biết nữa. Chắc là mẹ con mình sẽ ở khách sạn. Nhưng á, dù có ở đâu, mẹ cũng yêu Gia Bảo nhiều lắm. Con biết mà đúng không? Về tới nhà thoải mái thiệt đó mẹ. Ừ. Thì hai nè. Đợi anh hai tắm xong á, anh em mình đi chơi. Lâu quá rồi anh em mình không đi rồi. Thôi để bữa khác đi, nay em bận rồi. Nè. Đừng có nói là thất hiện với anh hai nha. Anh còn mới vừa về, không ở nhà chơi với anh còn đi đâu nữa. Thôi mà mẹ, con có công việc thiệt mà. Lớn rồi cứ làm như con nít vậy đó. Biết chừng nào mới có chồng đây. Con đi trước nha. Đúng là con nít thiệt đó mẹ. Mà thôi kệ, nó có công việc, cứ từ từ. Con ở nhà còn lâu mà. Từ từ anh em con đi chơi với nhau cũng được. Mẹ, tối nay á ba mẹ con mình đi ăn gì đi. Tất nhiên rồi. Cậu muốn chết luôn.
mà anh cậu về rồi, chắc mình sẽ khó gặp nhau lắm đó. Cậu nhớ phải cẩn thận nha. Cẩn thận cái gì mà cẩn thận chứ. Cậu biết là anh hai mình rất là thương yêu và tin tưởng mình mà. Cho một cà phê đá, một ly cam bắp. Dạ. Này nè, sao giờ này cậu sơ sát quá vậy? Mấy cái mẫu thiết kế mình đưa cho cậu đâu hết rồi? À, đây nè, mình có mang nè. Đợi mình chút. Đây nè, cậu phải ăn mặc như vậy, tóc tai như vậy nữa nè. Sắp tới chương trình biểu diễn rồi, cậu phải nghe theo lời mình đó nha. Ừ, hiểu rồi. Để mình thay đổi chỉ tay cho phù hợp. Với lại dạo này cậu nổi tiếng hơn hồi trước rồi, cậu phải chọn cho mình một cái phong cách thật là phù hợp đó. Mẹ lại ship đồ cho con đi đâu nữa vậy mẹ? Dạ Bảo, mẹ chỉ xa con vài hôm thôi. Hồi bên Hàn Quốc á, không có mẹ, con vẫn ngoan mà đúng không? Ừ. Chào chị. Chị là... Tôi là Bảo Mẫu. Mà chị đến liên lạc tôi từ bên Hàn Quốc á. À, chị Mai đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Mời chị vào. Dạ. Chị làm nghề này lâu chưa chị? Em làm lâu rồi chị. Em trông đứa nào đứa nấy hả? Ú ù hả? Nếu chị có thắc mắc gì cứ hỏi hàng xóm của tôi. Ừ. Con, đi ra đây. Chào cô đi. Gia Bảo ngoan nào. Chào cô đi con. Mẹ nói nghe không? Chào cậu. Tiền bạc với tôi thì không thành vấn đề. Chỉ cần chị giúp tôi chăm cháu thật tốt là được. Tôi biết rồi chị. Mẹ ơi, con không muốn đi đâu đâu mẹ. Gia Bảo ngoan, mẹ sẽ thăm con thường xuyên mà, đúng không? Sao hết á, chứ bây giờ ba mẹ anh á thích cổ rồi, với lại có thai với anh nữa, bây giờ anh không làm gì được hết á, anh xin lỗi mà. Alo. Anh Huy à, em là Bảo Lan đây. Em đang ở Sài Gòn nè. Hả? Ờ, em về hồi nào vậy? Sao về mà không nói anh tiếng nào hết? Có gì đâu mà ngạc nhiên. Em học xong rồi thì phải về thôi. Anh không nhớ em hả? Ờ, tại vì anh thấy em đang sống rất là vui vẻ, hạnh phúc ở bên Seoul á. Tự nhiên về chứ vậy? Tại vì em nhớ anh.
em muốn gặp anh, được không? Hay là kể từ tháng sau á, anh sẽ tăng tiền gửi cho em, chịu không? Em quay về bến đi. Anh không hiểu ý em nói hả? Em á, không còn là Bảo Lan nghèo khó của ngày xưa nữa đâu. Thứ em cần bây giờ á, là anh đó Giao Huy ạ. Em khùng quá hả? Em nói gì vậy? Nè, em đừng có gây thêm rắc rối cho anh có được không? Nếu như anh không gặp em sẽ gặp Thủy Tiên và nói cho cô ấy nghe hết bí mật của chúng ta, được không anh? Nè nè nè, anh cấm em á, tuyệt đối không được làm như vậy, nghe chưa? Bây giờ em đang ở đâu? Quy, tới giờ ăn cơm đi đâu vậy? Dạ con có gì quan trọng cần phải đi giải quyết. Đi đâu? Dạ mẹ vợ con kêu qua nhà có việc gì gấp á, con không biết nữa. Cho chị đi với. Đi cái gì mà đi, bên đó có gì hay không mà đi qua bển. Bà la tiếng qua làm gì? Tự nhiên khi không đưa cái đồ dở hơi về đây. Hả? Mà nói cái gì? Hả? Thì Huy, con đi qua bển làm gì? Mẹ đi qua kiếm cái thằng anh vợ con đồ qua, nó kiếm chuyện với con nữa hả? Con có biết đâu, thì mẹ vợ kêu qua con qua thôi. Hỏi dằn dẹ hoài sao có biết trả lời. Mắc mớ cái gì mà qua đó? Xui gia có chuyện, đương nhiên thì phải qua rồi. Anh vợ là bạn cũ của nó, mà gọi là côn đồ cái gì hả? Đi đi con. Dạ. Thằng nó côn đồ mà bạn cái gì mà bạn. Nó nói á, đối xử không tốt với em nó, nó qua nó xử cả nhà mình luôn á. Bà bớt nói những cái câu khó nghe đó đi có được không? Ông á, ông chỉ binh con dâu ông thôi. Alo Thủy Tiên hả? Một lát nữa em học trang điểm xong á, rồi em về nhà mẹ em chơi luôn đi nha. Thì anh cho em thời gian rảnh rỗi đó, thích tự do làm gì làm đi nha. Biết rồi, được rồi, tối anh qua rước vậy nha. Em bậy lắm luôn á, anh mới làm đám cưới mà ghê ra như vậy, sao mà làm ghê dữ vậy hả? Gì đấy? Thì kết quả trò chơi của anh đó. Còn ai ở đây nữa? Anh biết là em chỉ yêu có một mình anh thôi mà. Em à, nếu mà luật pháp Việt Nam mà cho phép anh cưới hai vợ là chỉ cưới luôn em thôi, đầu tiên không có được. Với lại em không phải là mẫu con dâu mà ba mẹ em, cho nên càng không được nữa. Không cảm giúp anh đi. Nhưng mà anh biết là vì anh em có thể thay đổi mà, đúng không? Vợ em nói chuyện đó giải quyết được gì nữa đâu. Thủy Tiên vợ của anh một chút em nữa. Cầm lấy số tiền này. Tiên à? Dạ. Ba với anh hai con sắp có việc làm ở chỗ bãi xe chú Tư rồi đó. Ba, ba già rồi, đi làm có nổi không? Ba còn ngon chứ bộ. Hơn nữa ba chạy vòng vòng thành phố không à. Tài xế trẻ bây giờ chạy ẩu lắm. Chú Tư khoái người tài xế lớn tuổi mà dễ thương như ba vậy đó. Con à, dạ. Nhà mình bây giờ ổn định rồi, con không cần phải lo lắng gì nữa đâu ha. Giờ con lo là lo cưới vợ cho anh hai con là xong. Nè, nhà đó mà có con hiếp em á, nói cho anh hai biết. Anh hai à, anh Huy rất là tốt với em. Ba. Alo, Thủy Tiên nghe đây. Hả, Bảo Lan hả?
mình mới về nước, muốn tận hưởng cảm giác yên tĩnh nên không có báo cho ai biết hết. Mà bây giờ Bảo Lan đang ở đâu vậy? Mình đang nghỉ ngơi ở khách sạn. Vậy nha, mấy ngày nữa gặp lại. Bảo Lan nè, anh hai mình cũng muốn gặp Bảo Lan lắm đó. Alo, Bảo Lan hả? Alo, Bảo Lan. Alo. Cúp máy rồi. Em dạ. Hồi nãy Bảo Lan nói là đang ở chỗ nào hả? Con nói là có khách sạn nhưng mà không có nói là khách sạn nào. Khách sạn? Thường thì trước đây Bảo Lan hay uống cà phê ở khách sạn bờ sông. Đúng là khách sạn đó rồi. Chị à? Chào anh. Dạ. Chị hỏi là ở đây á có ai đặt phòng tên là Bảo Lan không vậy chị? Xin lỗi anh, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin của quý khách được, mong anh thông cảm. Cảm ơn chị. Anh Huy. Bảo Lan. Dạo này anh sống có tốt không? Cuộc sống của tôi á vẫn đang rất là ổn cho tới khi em xuất hiện trở lại đó. Tại sao anh lại nói như vậy? Lâu lắm rồi em và anh không gặp. Anh không muốn nhìn mặt em à? Bảo Lan ơi, em đang sống sung sướng ở bên Seoul. Em ở bển học tập, làm việc ở bển luôn đi. Giờ đây anh gì vậy? Em đã nói rồi. Em nhớ anh mà. Bảo Lan à, anh nói với em rồi, hai đứa mình là phải quyết tâm quên đi cuộc tình này đi. Cứ mà níu kéo với nhau như vậy hoài á, mỗi ngày trôi qua không có khác gì là phải sống trong sợ hãi hết á. Không mệt hả? Em không có sợ gì hết. Bởi vì thật tình là anh không có quên được anh. Em với Thủy Tiên là hai chị em thân thiết với nhau. Còn ông Cường á là anh vợ của anh, mà ông rất là thích em nữa. Anh với em mà lén phải với nhau hoài hả, kiểu gì có ngày cũng sẽ ra mạng đó. Không sợ hả? Anh ơi, anh còn đợi ai nữa? Không, em phiền chị quá, cảm ơn chị. Chào chào anh. Thank you.
vào đường đâu. Thôi về à. Anh Huy, em yêu anh, điều đó không có lỗi. Đời, cái câu này là bậy lắm luôn á. Anh nhớ là anh đọc ở đâu đó của một ai đó viết, anh quên rồi. Mà nên hôm nay để ý là tình yêu là cái thứ không đáng tin nhất trong cuộc đời này. Ai mà yêu đương vô rồi á, lú hết. Anh thấy em không? Quá lú luôn kìa. Em đừng có giống như con thiêu thân mà la vô anh nữa. Anh không có muốn làm đám lửa đâu. Nhưng em chỉ yêu một mình anh thôi. Một mình anh thôi. Anh nói hoài luôn em không hiểu hả? Em không muốn hiểu đúng không? Mệt quá, không nói nữa, đi về. Không còn chứ trễ lắm rồi. À. Thủy Tiên gọi mà. Sao anh không nghe đi? Đưa đây em nghe dùng cho. Sao vậy? Nó không bắt máy hả? Ừ, dạ. Cái thằng này. Khuya rồi, anh về à? Anh Huy, em nhớ anh đã mất ăn mất ngủ. Đó không phải là tình yêu sao? Còn anh thì chưa bao giờ mất ăn mất ngủ gì em hết á. Cho nên không gọi là tình yêu được. Thôi, vậy nha. Anh Huy. Anh Huy. Làm gì đây vậy? Tôi đây chứ ai? Còn cậu nữa? Làm gì trong đây? Em qua đây để mà tiếp khách á. Tiếp đối tác hả? Thủy Tiên vẫn còn đang ở bên nhà của anh á. Bây giờ em chạy qua em rước về nè. Trời thì đi lẹ đi, còn chờ gì nữa? Khoan. Nhắc cho cậu nhớ nha. Nếu như mà cậu á mà để cho em gái của tôi á khóc một lần nữa đi, thì lúc đó đừng có trách tôi, nghe chưa? Làm gì có chuyện đó chứ. Anh yên tâm đi ha. Không có chuyện đó đâu. Lẹ đi. Bà xã. Ừ. Anh hai của em mắc cười thiệt á. Là anh gì suốt ngày theo hôm dò anh hoài vậy? Anh cũng biết tính anh hai em rồi, hay nói dữ dằn vậy thôi. Anh á là nể tình em cho nên anh mới nhịn thôi nghe, chứ không là biết tay anh luôn. Rồi còn ba của bà xã nữa, cũng lớn tuổi rồi, chạy xe thuê đường xá nguy hiểm tối tăm nữa, mà lỡ gây tai nạn lỡ tù luôn. Anh à. Thôi, anh mệt quá, đi ngủ.
Anh ngủ trước đi, em xuống nhà dọn dẹp chút nha. Được đâu, mình phải dừng lại thôi. Anh đi chỗ khác ngủ đi, chỗ này trước cửa khách sạn tao không có ngủ đây được anh ơi. Anh đi chỗ khác đi, đi chỗ khác ngủ đi, đây không có ngủ đây được anh ơi. Dạ con mời bà uống sữa. Có phải dạo này thằng Gia Huy thường trốn ba ra ngoài đi chơi đêm hay không? Dạ đâu có. Con đừng tưởng bao che cho nó là hay ho. Sao ông lại nói vậy? Ăn chơi gì? Thằng Huy nhà mình là ngoan nhất rồi đó. Ngoan cái gì? Điều do bà làm hư nó đó. Sao ông cứ đổ lỗi cho tôi hoài vậy chứ? Cưới bao nhiêu năm về vẫn y như vậy. Nó chán nó ra ngoài là phải rồi. Bộ ai ép nó lấy vợ sao? Chẳng phải lúc đó nó nói nếu không làm đám cưới nó tự tử cho mọi người xem. Sao ông không giữ thể diện gì cho con mình hết vậy? Nhà có mỗi một đứa à, suốt ngày ông nói nó không có ra gì hết trơn á. Hèn chi nó không thích đi làm với ông là phải rồi. Không đi làm với tôi không lẽ ở nhà chơi hụi chơi hè với bà hả? Chú cho con đi theo với. Con không thích ở nhà với thím đâu. Ba chồng cô nói vậy cô vui lắm hả? Tôi thiệt là khổ với đứa cháu ngớ ngẩn. Còn cô, không đẻ con làm sao mà giữ chồng được? Má, thôi mẹ con đi học. Tiên. Dạ. Tiền đâu học trang điểm? Khó nói quá phải không? Ba chồng cho đúng không? Nè, má đang kẹt tiền, cho má mượn xíu đi. Má à, nhưng mà... Cho má mượn tiền, khó xử quá chứ gì. Không phải vậy đâu má, tại vì tiền ba cho con không còn nhiều nữa. Cô đừng có nói là cô đem hết tiền về cho nhà cô nha. Ba chồng của cô không phải là chủ tịch hội xóa đói giảm nghèo đâu đó. Trời ơi, chuyện đâu còn có đó, buông tay tôi ra đi. Buông cái gì mà buông? Bây giờ ba mặt một lời nè, không có ba mặt một lời gì hết á. Tiền của tôi bà hứa hẹn bao nhiêu lần rồi, sao mà không trả? Bữa nay mà bà không trả, sao mà đi luôn? Đi, tụi tôi mới gom được mấy tuần nha. Mẹ con ra đi. Buông gì mà buông ra đi, từ từ tôi tính làm dữ vậy. Làm gì nói dữ vậy? Máu kìa. Buông ra rồi. Cho nói tôi rồi con, ăn sáng đi nè. Ăn sáng nè con. Nó không ăn thì thôi. Nó bị sao vậy? Hôm qua đi suốt đêm, tới gần sáng nó mới về. Rồi không gặp được con Lan bỏ ăn bỏ uống vậy hả? Chứ con Lan nó bệnh nó về, mình nó không thèm chào hỏi một tiếng, mình còn buồn huống chi Cường.
Dù gì giờ người ta cũng là dân du học mới về, ngó ngàng tới con trai mình nữa làm chi? Không chừng dẫn về thằng Hàn Quốc á. Bà không biết gì về tình yêu thì bà đừng nói lung tung. Tôi thấy dầu gì á, con Lan nó cũng không dễ quên ơn mình đâu. Tôi thấy không đơn giản vậy đâu. Xong có khúc người có lúc à. Ăn đi, nhịn gì? Phải sao? Con nhỏ nào vậy? À, Mi Fa Si, một ca sĩ sắp nổi tiếng. Trời đất ơi, ngôi sao mà vậy? Cổ sở hữu một giọng ca đẹp tuyệt vời, nhưng mà chỉ có là cái phong cách của cổ chưa có được ổn thôi. À, phong cách chưa được ổn nên bây giờ phải phụ thuộc là trách nhiệm mới của stylist Nhật Hạ đúng không? Chính xác. Ừ, làm được không? Đợi chút đi. Nè, hai ca thử coi. Wow, vẫn là con nhỏ hồi nãy hả? Đủ ấn tượng chưa? Cái này là quá ấn tượng luôn đó. Bái phục, bái phục. Nè, cho anh hai xin chữ ký vô dép đi. Nè, giận hả? Ờ. Ôi, giận. Nè, hai đứa làm cái gì mà vui quá vậy hả con? Ê, trái cây. Cái gì vậy? Hai đứa cặm cụi coi cái gì vậy hả? Đeo ông mẹ. Ê trời đất ơi, cái gì mà con trai không ra con trai, con gái không ra con gái vậy con? Thấy kỳ cục quá à. Mẹ ơi, đây là phong cách phi giới tính. Bây giờ đó hả, nam phải có chút chút giống nữ, còn nữ phải chút chút giống đàn ông. Cái gì mà loạn quá trời quá đất. Mẹ, đừng có nói nó là bạn trai của Nhật Hạ nhà mình nha. Bà ơi, mẹ. Nó buồn giờ. Đây là ca sĩ nữ, sắp nổi tiếng, đâu phải con trai đâu mà bạn trai. Vậy đó hả? Mẹ là chuyên gia trang điểm gì mà tụt hậu quá trời à. Ôi, hết nói được rồi. Thôi, hai đứa con ăn hết vậy trái cây đó nghe chưa? Ừ. Ủa, mẹ không ăn hả? Không, mẹ mắc làm công chuyện với bếp kìa. Dạ. Ăn thôi. Có rồi, ăn đi. Ăn thì tập trung làm cho người ta đẹp đẹp chút. Thế em làm vậy chưa đẹp nữa hả? Thêm chút xíu em. Nó phải ạt hơn chút xíu nữa. Cô làm gì đó? Sao giờ này không đi nấu cơm mà đi lo nhà? Dạ, con lao cũng sắp xong rồi mẹ. Tôi nói gì mà cô cũng trả treo tôi được nữa hả? Rước cô về để 5 năm, làm cái gì tôi cũng phải nhắc là sao? Mẹ cô không dạy cái đó hả? À, cháu chào bác ạ. Hình như mình tới không có đúng lúc đúng không? Xin lỗi nha, mình không gọi cho Tiên trước á, bởi vì muốn tạo bất ngờ cho Tiên. Lâu quá rồi mình mới gặp lại Bảo Lan đó. Phòng của Tiên đẹp quá vậy. Ôi, lại còn mát nữa. Nè, bà mẹ chồng của Tiên khó chịu dễ sợ. Thế phải làm dâu ở nhà này chắc mình điên đúng không? Lan à, lâu lắm rồi mình mới gặp lại đó. Thôi, không nói chuyện này nữa. Ngồi xuống đây đi. Ngồi xuống đây. Cứ nghĩ là Tiên là xấu lắm. Có sao đâu. À, Lan gọi cho anh mình chưa? Anh mong tin Lan lắm đó. À, mình gọi rồi nhưng mà anh với bạn thôi để lát nữa mình qua đó. Nè, nhà Tiên đẹp thiệt á. Mà chồng cũng đẹp nữa. Mình là mình ganh tị với Tiên lắm đó nha. Trời ơi, có gì đâu. Mình mới là ngưỡng mộ Lan đó. À, gặp Lan vui quá nên mình quên. Mình lấy nước cho Lan uống nha. Chờ chút xíu nha. Lan, uống nước đi. Cưới của Tiên đẹp quá. Mà nè, anh Huy á, có đối xử tốt với Tiên không?
Anh Huy tốt với Tiên lắm, anh lo cho mình nhiều lắm, tụi mình sống với nhau rất hạnh phúc. Vậy thì mừng cho Tiên lắm. Nhưng mình cũng góp ý với Tiên là cái hình cưới mà để đây á, về mặt phong thủy là không có hợp. Nếu như Tiên mà có em bé á, thì khó giữ được lắm đâu. Đang nói thiệt hả? Ừ. Mình có quà cho Tiên đây. Đây nè, đây là loại nước hoa mà Tiên thích đó. Cảm ơn Lan. À, còn đây là loại nước hoa cho chồng của Tiên. Ủa, sao Lan biết đây là loại nước hoa mà chồng mình thích vậy? Đâu có đâu, Lan mua đại đó. Nhưng có điều á, đàn ông mà thích loại nước hoa này nè, nhất định là người rất là lãng mạn, đúng không? Chờ mình chút nha. Alo, anh hả? Ủa, hồ sơ nào vậy? Ồ, để em đi kiếm coi. Em nhìn thấy rồi nè. Bây giờ sao? Dạ, em biết rồi. Anh Huy gọi hả? Ừ, hồi sáng đi làm mà anh quên đem bộ hồ sơ này đi rồi. Chắc là giờ mình phải... Công ty ở chỗ cũ đúng không? Ừ. Để lát đã tiện mình đưa qua cho. Vậy mình làm phiền Lan nha. Đâu có gì đâu. Thôi bây giờ mình cũng phải đi về đây. Đi lo cơm nước đi, không lại bị la nữa đó. Để mình qua chào mẹ chồng Tiên một câu. Mất công bà nói mình mất lịch sự. Nhá. Dạ, con chào bác ạ. Con là bạn của Thủy Tiên. Con là Bảo Lan, bác còn nhớ con không ạ? Bảo Lan, có phải nhà Thủy Tiên nhận con làm con nuôi, nhận nuôi không? Dạ, nhưng 5 năm qua con có đi du học ở Hàn Quốc về chăm sóc rất đẹp đó bác. Quảng cáo mỹ phẩm gì đó hả? Thôi về đi con. Bác ơi, nếu bác có thời gian á, con sẽ hướng dẫn cho bác cách chăm sóc da mặt. Đây này bác, đây là loại kem rất là nổi tiếng bây giờ đấy ạ. Thôi về đi nhé. Dạ, thôi con xin phép con về đây ạ. Trời đất ơi, cái này là loại kem mắc tiền lắm đấy nè, hàng hiệu nè. Vô đi. Xin chào chủ tịch, tôi là Trần Hải Đông. Mời con ngồi. Dạ. Tôi đã xem hồ sơ của cậu rồi, tốt lắm. Dạ, cảm ơn chủ tịch. Nhưng cậu phải trả lời tôi một điều, tại sao cậu lại đến công ty Hoàng Phát của chúng tôi để xin việc? Dạ, thưa chủ tịch. Chuyện gì vậy con? Chú ơi, dẫn con xuống sảnh chơi đi. Ra ngoài trước đợi đi, một chút chú dẫn đi. Nhưng mà ở đây chán quá. Chú đã nói rồi, chú đang có công chuyện, ngoan đi nha. Tôi rất thích các công trình kiến trúc mà công ty mình đã làm. Tôi tin nếu bước chân vô công ty này làm thì tôi sẽ phát triển hết khả năng của mình. Thưa chủ tịch, tôi tin là ông cũng thích sự trẻ hóa. Ba, cái giùm con cái này cái. Để trên bàn đi, ba đang bận. Phải, tôi thích những thanh niên có cá tính và tự tin.
Tôi biết cậu là người có năng lực. Vậy khi nào cậu đến đây làm việc đây? Ngay ngày mai. Ngày mai? Dạ. Ok, được, tôi sẽ chuẩn bị phòng để ngày mai cậu đến làm việc. Vậy đi ha. Ủa ba, cái gì mà gấp dữ vậy? Tôi sẽ thử việc cậu một tháng rồi mới quyết định mức lương chính thức, cậu thấy sao? Thưa chủ tịch, tất nhiên rồi. Nhưng nếu mức lương không phù hợp, tôi cũng có sẽ rời bỏ nơi này bất cứ lúc nào. Ok. Gì? À, xin lỗi anh nha. Anh nghĩ mình là ai mà cao ngạo như vậy? Ở công ty Hoàng Phát này, ngoài chuyện coi bằng cấp của anh á, còn đánh giá qua năng lực thực hiện cho công việc của anh nữa kìa. Biết chưa? Thưa chủ tịch, tôi nghĩ là tôi không thể làm việc với người ích kỷ như vậy được. Tôi xin phép. Khoan đã, cậu hãy bình tĩnh. Tôi mới là ông chủ của công ty này. Chẳng lẽ vì một câu nói của một người nhân viên mà cậu lại không muốn làm việc ở đây? Cậu tự ái đến như vậy sao? Để tôi nhìn lầm người. Về lo chuyện công chuyện đi. Con Tiên là đứa ngoan hiền nhất nhà này. Mà tại sao bà lại nói vậy? Để tôi qua đó nói cho ra lẽ. Nếu mà bà làm quá, tôi đem Thủy Tiên về. Xin giấy đó, mình là đám cưới nha. Đúng không? Chết mình đi. Tới đây làm gì? Nói lẹ đi rồi vậy. Nè, hồ sơ của anh đó. Rồi, gặp Thủy Tiên hồi nào vậy? Gặp bao lâu? Dĩ nhiên là nhà anh rồi. Em á, em mới coi cái phòng ngủ của anh. Thiệt hết nói mà, Bảo Lạc. À, đang ở sẵn công ty á, đừng có lớn tiếng á. Công ty cái gì? Tao đúng rồi, thằng khốn. Khi tao mới để cho em gái của tao lấy mặt cho. Cô qua đây. Tại sao thằng côn đồ như cô nó kiếm chuyện với con tôi vậy hả? Tức quá đi mà. Sao mà tôi xui quá vậy? Nhà tôi có một đứa con trai, không ai dám quýnh nó. Mà thằng đánh côn đồ như cô, quýnh nó ngoài vậy? Đừng đi dạo kìa. Tụi bạn con á, bây giờ lấy vợ hết rồi. Còn gì còn lấy nữa. Hôm qua là anh và em ta dường như chẳng có thể sửa bây giờ đã heo. Bảo Lan đi qua Hàn Quốc thôi, đành thôi ta phải. Con nghĩ chắc chắn về đây á, sẽ tìm một trung tâm thẩm mỹ để làm mà. Biết hết mọi chuyện rồi, không thể tránh con dâu, không thể đuổi nó ra ngoài như vậy được. Anh đã đánh con mình, chẳng lẽ tôi mắng một tiếng được rồi sao? Công nhận ở đây con cũng được ghê á. Nè, những môi hôn tình yêu gian dối. Em giờ đây chẳng cần sau khi em chồng Hàn Quốc về á, khi thời gian đã nhạt phai bóng hình, xin đừng giữ em lại, nhắm mắt em. Giờ đúng hướng nhỉ? Trời ơi,